lễ này nhá. Đại lễ à. Này. Xin mời cả nhà nhá. Xin chào. Chào anh em. Chào cả nhà. Rồi. Phạm Anh Cường, Đào Dương em, Nát Tu, cả nhà cũng nhậu với hai anh em nha. Ra tới Đà Nẵng là được bạn tri kỷ dẫn đi ăn tắm biển đêm. Đây. Đây là anh của em. Chào anh. Cả nhà ăn tối chưa? Một hai ba vô cả nhà nào. Thả tim nhiều nhá. Phương Huy này. Một hai ba. Xin mời cả nhà. Ai thành công em? Tùng em. Chuẩn bị chút xíu nữa. Tương Lê. Hôm nay đang ở Đà Nẵng. Thảo. Cả nhà mình ăn tối chưa? Hiểu em. Kennedy. Trai Huy, Kim Vân, Văn Ngọc Anh, 12 để tiếp đón Lâm Trần Huy nha, tại Hà Nội nha. Văn Ngọc Anh ơi, Thương Lê em, bây giờ cũng thần tượng à, giờ vẫn thần tượng chứ. Sắp tới 18 tháng 12 này là họp báo ở phong trào Đồng Giáo nha. Và 12 tháng 1 là live show lớn nhất của Lâm Trần Huy tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng nha. Toàn thể FC của mình nhớ ủng hộ cho Huy nha. Trân trọng đại. Thu Sơn em trai. Vô. Chào Nguyễn Khắc Bình. Thanh Nga ơi, anh khỏe, lâu lắm rồi không thấy Nga gọi số gì cả, buồn ghê đó. Hay là chưa làm? Anh mập mờ. Đó là Phương Thế Ngọc, Phan Bình. Hello anh Tùng ơi. Cái số ở Hà Long sao đấy anh trai ơi, anh Tùng ơi. Không biết con người đây mình bỏ này là mấy người còn tăng ngồi xích có một bàn hiền ngồi. Okay, xin lỗi cả nhà vừa nãy rớt mạng. Hãy anh ngồi xích qua bên này. Này rớt mạng ấy cả nhà. Hôm nay Yeah, ok chưa? Yeah. Ok, anh ngồi qua bên đây đi. Hôm qua là sinh nhật của người bạn của tri kỷ của Huy. Còn hôm nay vừa ra Đà Nẵng thì bạn đã dẫn đi ăn hải sản và tắm biển đêm. Xin chào ở nhà nha, cái phụ nữ. Nhận lỗi bạn bằng một ly rượu này. Xin mời cả nhà nha.
cùng chúc mừng cho happy birthday của người tri kỷ bạn của Huy. Chúng ta cùng hát nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Qua đó con. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yo. Mừng ngày sinh nhật của bạn. Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày đó bạn sinh ra đời. Happy birthday to you. Yo. Yo nha, cả nhà thả tim nha. Xin mời cả nhà. Xin chào em Hương, em Tuấn, Linh Thỏ ơi. Phan Ngọc Anh lại thả tim nhiều vào nào. Vâng. Trước khi lên sân khấu thì Quỳnh Misa hái thành công. Trước khi lên sân khấu thì vẫn như thường lệ, anh em ta lại gặp nhau và chào nhau. Chút xíu nữa cả nhà thích nghe bài gì thì hãy comment vào để chút xíu nữa nghe nhé. Cũng sắp đến cái ngày có thể nói rằng bạn như Thỏ, Huệ Nguyễn, sắp đến cái ngày có thể nói rằng là ngày live show lớn nhất, cái ngày quan trọng nhất, ai gọi tặng quan trọng nhất với cuộc đời Huy, đó là ngày 12 tháng 1, ngày kỷ niệm 15 năm ca hát, và ngày 18 tháng 12 này tại Phong Trà Đồng Giao là cái ngày ra mắt album Bolero. Tối nay cả nhà có muốn nghe Huy hát một ca khúc Bolero không? Nếu cả nhà muốn nghe thì thả tim thật nhiều vào nè, để Huy biết nè. Và cả nhà cùng đón xem nè. Cả nhà thích nghe Đắp Mộ Cuộc Tình hay là cả nhà thích nghe Túy Ca, Đắp Mộ Cuộc Tình hay Mèo Hoang? Bài gì nào? Thả nhiều tim nữa nào. Đắp Mộ Cuộc Tình hay là Thúy Ca hay Mèo Hoang nào? Comment đi, Đắp Mộ Cuộc Tình à? Đắp Mộ Cuộc Tình được không? Ok nhá. Đồng ý Đắp Mộ Cuộc Tình không cả nhà? Tình anh em thì có rồi, gấp. Phan Ngọc Anh như là Phan Anh. Vẫn nhớ đến chủ tính ước mong sẽ thấy Lâm Trần Huy như ngày hôm nay. Đã có rồi, Đắp Mộ Cuộc Tình nhá, viết. Tối nay Đắp Mộ Cuộc Tình nhá. Ok. Ok, Đắp Mộ Cuộc Tình. Bài Ke Trôi là bài gì à? Tung Nổ. Con đi Tung Nổ. Các cái môn ăn chơi là xin thông báo là với cả nhà là đã chấm hết rồi, không còn thời kỳ đồ đá nữa. Liều Nam. Sinh ra kiếp người là cái gì mình cũng phải biết, nhưng biết rồi để thôi, đó mới là cái hay, đúng không? Sự trở lại còn lợi hại gấp chỉ lần của Lâm Trần Huy ngày xưa nhá. Chắc chắn các bạn sẽ bắt gặp lại cái giọng, bởi vì con người của mình đi hát nhiều lâu, dần dần cái giọng cũng bạc đi. Nhưng mà bây giờ sau khi một thời gian nghỉ ngơi đó, đến hôm nay là lấy lại hoàn toàn năng lượng đấy, để phục vụ cho toàn thể anh chị em bà con, và xứng đáng với nghệ danh là ca sĩ của dân mà các bạn đã ủng hộ cho Huy trong suốt thời gian qua. Ca sĩ của dân là cái gì? Các em hãy cố gắng lên đấy, giống anh đây, con học đâu đấy, ông trời không bao giờ phụ lòng người cả, cứ tự tin vươn lên, thành công sẽ là điều tất yếu, cố gắng nhá. Tối nay sẽ là Đắp Mộ Cuộc Tình. Hát bài thứ mấy nào? Mới vào liền chơi Đắp Mộ Cuộc Tình liền hay là vài bài sau? Ấy đó, hát luôn đi. Hát luôn từ đâu à? Ấy. Các ăn con tôm người ta thì hát từ đâu? Không, hay. Đắp Mộ Cuộc Tình đó từ đâu hơi ngộp không nhỉ? Hay là bài thứ hai, bài thứ ba nhỉ? Mới thề
Thấy giấc ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi em đã đổ trăng tròn. Mà Lâm Trần Hy hẳn là quý vị thầy tên là khác hẳn đó. Dù có hay có dở gì cũng chỉ có lạ thôi. Tôi gặp đám mù của kinh cả nhà nhá. Bây giờ cho nộp năng lượng ở đây nhá. Tôi đã gặp nhá. Ok. Chúc cả nhà mình buổi tối tràn đầy hạnh phúc. I love you.